Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy mọi người ạ. Để mình nay mình quay video này cho Thuận con biết là Thuận con không phải là một người gọi là siêu đẳng cấp mọi người hiểu không? Không phải là một người siêu giỏi mọi người nhá. Thật ra Thuận con chơi đẻo mình ý, mình đã nắm hết trong lòng bàn tay của mình rồi. Bây giờ mình đã em đứng đây, em nói đi, bây giờ em yêu ai? Em yêu anh Hoàng. Em chọn ai? Chọn anh Hoàng. Anh đừng ngủ em không? À, đấy, đấy mọi người nha. Thì là bây giờ mình đã gọi là yêu được Thảo mọi người nha. Thật ra cái hôm mà gọi là mình cũng nói chuyện với Thảo và thôi Thuận cho tiền thì em cứ cầm đi. Đằng nào tiền vào tay mình thì mình phải lấy mình tiêu thôi. Còn nó nói gì nghe thế, làm cái gì quá đáng quá trớn thì không được làm thôi. Còn tiền nó cho nó sai, nó bảo là gọi là theo cái ý của Thuận thì cứ làm theo thôi. Còn bây giờ đấy, lộ hết mọi chuyện rồi, bây giờ Thảo vẫn là của mình mọi người nhá. Hôm nay anh đưa em đi chơi, đi dạo, em thấy chưa? Anh sẽ vặt xoài cho em ăn. Em đi ăn, đi bài. Anh ôi, quả xoài mà không vặt được. Anh để em luôn ạ. Phải để chú nha. Vặt cho anh quả xoài không ăn được đây anh. Đấy mọi người thấy không? Thằng em Điền của mình nó đang vặt cho mình mấy quả xoài. Con em đứng lên. Đừng lục nhá cây. Còn nha, hôm nay để cho thằng Thuận nó ghen đi. Này. Đấy mọi người thấy chưa? Ghen chưa? Em ơi. Ghen chưa? Em ơi. Dụng quả đây, đập vào đây. Một quả thôi em. Ok. Quả này cũng được, quả này hơi sầu. Đấy, vậy là mình đã hôn Thảo thành công mọi người nhá. Chưa? Ok em. Cho Thuận con nó ghen nhưng mà mọi người. Chứ còn cái tầm cỡ Thuận con làm gì có tuổi. Tưởng có mấy đồng tiền mà làm gì được em Thảo của mình. Là em Thảo của mình nhá. Đã thuộc về mình rồi. Ngủ cùng nhau rồi. Con đéo tuổi. Mày làm em, mày cứ nói anh mày thế. Mà sao con không có tuổi thật. Không có tuổi kệ nữa. Mà mình cũng không được nói thế. Em... À, đây, em rửa cho. Ừ, em rửa cho. Rửa đi, anh cứ tiếp xúc đây. Nào, ngồi đây. Bây giờ hôm nay mát trời mà hôm nay anh được nghỉ thì thật. Anh không phải đi làm. Hay là mình đi ấy đi nhỉ? Đi đâu? Chỗ anh. Cái gì? Ô làm sao? Ô kìa. À đây. Anh làm gì ấy? Rửa xong chưa em? À đây. Ảnh xoải đây. Ừ. Ra đây. Mang một canh quạt ra đây. Tuyệt vời chưa anh? Một canh nhỉ? Thế rồi. Một canh rõ rồi đấy. À đây ok. Đấy anh gọt cho vợ anh ăn như này. Ủa thế anh cũng mất câu kia vặt. Đấy mọi người nha. Còn Thuận con ạ, mày xem được video này, mày lên kiếm con khác đi. Mày lên kiếm con bé khác đi, thật sự luôn. Đừng thấy người yêu tao ngoan xinh, ngu ngoan thì mày mẹ định chiếm đoạt nha. Còn nếu mày thích đúng không, tao đưa mày lên kép. Thế thôi. Thế nó ngủ em bao giờ chưa? Nó ngủ em bao giờ chưa? Vớ vẩn làm gì có chuyện đấy. Đừng để anh bực đấy nha. Rót một canh vào cho anh. Còn hôm nay nhá, để cho mọi người xem video Thảo phục vụ mình. Thảo, em yêu anh bao nhiêu phần trăm? Yêu anh bao nhiêu phần trăm? 100% luôn đi. 100% á? Được. Này, thằng con thậm nhìn. Thằng con đi. Ăn đi em. Con thật sự là anh nay anh luôn tâm sự thật với em là anh mới đi làm quán nước ấy, bây giờ chưa nhiều tiền. Nếu mà anh có nhiều tiền anh sẽ đưa em đi chơi nhá, mua quần áo cho em nhá, mua tất cả những đồ em muốn em nhá, cứ đợi anh giàu đi. Mình phải làm vợ anh phải ngoan ngoãn mà.
Ui xài ơi, quá tuyệt vời luôn mọi người nha. Nào giờ đến mình ăn mọi người. Chủ yếu hôm nay là quay video này để ăn xoài mọi người xem thôi đấy mọi người. Ơn mình mời tất cả mọi người nhá. Bột canh thơm ngon muối tôm. Phê. Được không? Không. Em có mà nhà em có. Em có em muốn đòi cái mặt cái chán này cả. Anh cứ ăn tự nhiên này cả. Thật, anh cứ tự nhiên đi. Sao anh lại chê bình thuận thế anh? Làm thế em cũng có quan hệ với Thuận chứ anh. Mày quan hệ gì? Quan hệ anh em, anh làm thế. Còn Thuận ấy, nó sống không chuẩn với tao. Thấy chưa? Ăn đi anh, ăn đi. Bỏ mặt ăn, ăn hết đi anh. Điếc gì của xoài rồi. Thôi, anh không phải trâu, không phải bò, ăn từ từ thôi em ạ.